mới lên được nhá. Lùi lại đi, lùi lại. Đấm 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 đầu kia rồi. Cảm ơn quý vị đã đến với video tiếp theo của mình nhá. Mình chia sẻ qua chạy qua nhá. Chạy tốt. Đây này. Xe nó xuống nha, nhưng khúc cua nguy hiểm. Đi xuống cái này phải đi số bò nha mọi người nhá, đi số chậm nha. Đây đang là đường mới đang gọi là cống ít thôi. Cái đoạn bên dưới ngay bên dưới này này. Đó mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, đường này vòng xuống tận bên dưới luôn. Là những cái khúc cua này là quá nguy hiểm luôn này mọi người. Đó. Đây. Thôi mà phát vòng xuống tận dưới kia. Lính đây. Đi số mấy nhỉ? Mua đó. Chụp nhá mọi người nhá. Nhìn thấy bánh trôi nha mọi người. Chỗ này cũng khá là dốc rồi. Đã dốc rồi còn mà cua hơi cua gấp nhé mọi người nhé, nó nguy hiểm luôn này. Đấy chỗ này này cua khá là gấp này. Như vậy bánh trôi xuống lên mọi người. Mình nhìn mình cũng thoát tim luôn rồi mọi người. Nín thở luôn. Qua được cái đoạn cua này là không nguy hiểm rồi nhé. Còn chỉ có độ dốc thôi mọi người. Chỗ này khá là dốc đây.
người đi xuống không là mặt trơn trôi giữ chân không được đấy mọi người. Nhìn từ dưới lên đây mọi người ạ, sau vài chuyến đi bây giờ đất nó lún xuống này, đất mềm nhá, chỗ này khá dốc mọi người ạ. Đây đây chia sẻ với mọi người đó. Rồi, chỗ này là nó bới hết lên rồi, rất rất khô nhá, lắp xích vào cũng không lên được. Đấy, nó bơi lên hết rồi, bây giờ phải gọi mấy anh em về kéo. Mấy anh em về kéo rồi mới lên được. Ôi dồi ôi, nhìn đơn giản này, người lên không còn nó mệt rồi. Đợi mấy anh em nữa, tay lái siêu đây, lắp xích cũng không lên được. Ôi giời, đây dây dựa đây sẵn rồi mọi người ạ, hầu như chuyến nào cũng được kéo này. Để mấy anh em trong tổ cắt đây. Nhanh nhá, rồi cứ vào đi, rồi bên anh em mình kéo này. Vâng vâng, rồi làm nhá. Cố lên cố lên, đúng rồi, kéo mới lên được nhá. Lùi lại đi, lùi lại đi. Lùi lại đi, lùi lại đi. Đấy. Từ từ đã, đợi đấy mọi người đó. Ông áo vàng này khỏe hơn. Thêm người nha, hơi đất mượn quá. Ôi, đã cài số thùng đâu? Không được đâu. Lùi xuống lại lại đi. Giờ lấp lấp cái chỗ kia hết vào hết đi. Lùi xuống nữa đi. Ừ. Lấy đà từ dưới kia lên. Được rồi, được rồi. Tắt máy đi đã.
Đây, cái đất đất bây giờ nó bới lên, nó sới lên hết rồi. Chịu, cái này tương máy. Lại tiếp tục nhá. Lắp côn nhẹ nhẹ thôi, đừng có gió mạnh quá. Đánh đánh lái đi, đánh lái đi. Giờ phải lùi xuống lắp vào cái chỗ mới đây, không nên lại. Thế lại. Rồi. Lại tiếp tục nha. Được rồi. Chiến nào cũng phải kéo mọi người ạ. Đấm 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 đâu kia rồi. Giao cho mọi người nha. Bao nhiêu chuyến nào cũng kéo nha. Mời cho về bà. Xe cái xe này khỏe đấy, không khỏe đâu. Nó còn lái bằng bằng ga chân, ga tay, nó có dám ga tay ở ga chân, nó có dám ga tay đâu. Ga vào tí lên thôi. Ngược lên này, đùi ngược lên. Cả hai chứ không thì sao không lên được đâu. Mấy em bỏ cái cây kia ra kìa. Xem mọi người nhá, anh em
cũng trưa rồi, bóc mệt rồi, bóc được hơn 100 cây trống rồi, xuống. Còn một xe đang đi sau, xe chở gỗ khác. Đến cái chỗ khu lúc nãy là kéo này mọi người. Chỗ này là cái thùng này là cua gấp không được mấy nữa mọi người. Đây chở nhẹ thôi nhưng mà chở dài như thế này, chở nặng là đây là chạm bánh luôn. Đánh máy chạm luôn. Rồi, đi qua cái chỗ này là ok rồi. Đây đang xuống. Trôi luôn này. Hai chiều cuối này nặng hơn này. Nó về bánh không không nhìn thấy thấy đâu đâu. Làm gì đấy? Cho phép và mình xin kết thúc video tại đây nhé. Mọi người xem video cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Mình xem mấy chỗ dưới kia cho nó còn bị mắc rồi kia bị lầy mọi người. Đây mọi người, cái đoạn này này. Nó bùn hết rồi. Đoạn này đây mọi người. Ôi giời ơi. Nghiêng lắm mọi người ạ. Ôi. Nghiêng quá mọi người ạ. Sâu quá rồi. Sâu quá rồi. Rồi. Qua được đây nữa rồi. Rồi. Một đoạn là khoảng còn... Xin chào mọi người nhé.